giảm 4kg trong vòng 1 tháng như thế nào? Ngay từ trong tiêu đề thì mình đã đưa ra hai con số rất cụ thể, đó là 4kg và 1 tháng. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn các bước cụ thể và cách tính các chỉ số cần thiết để cho các bạn có thể hình dung ra mình nên bắt đầu giảm cân từ đâu. Trước khi bắt đầu thì mình có hai lưu ý nhỏ. Thứ nhất, trong video ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều công thức tính toán các chỉ số cần thiết như chỉ số BMR, TDEE hay là các chỉ số tính calo để giảm cân. Bây giờ thì các bạn chưa cần quan tâm đến các chỉ số đó là gì. Tuy nhiên thì để hiểu và áp dụng được hiệu quả thì bạn cần chuẩn bị giấy bút để ghi lại, hoặc là chuẩn bị đến đoạn đó thì mình có thể chụp lại màn hình để lưu lại cách tính toán cho cơ thể của mình. Và quan trọng hơn hết là hãy kiên trì xem hết video để áp dụng triệt để hết các bước và mang lại hiệu quả tối đa nhất. Lưu ý thứ hai, các chỉ số được tính toán và ứng dụng trong video ngày hôm nay không ai giống ai cả, nghĩa là mỗi cá nhân sẽ có một chỉ số khác nhau, nên mình không thể trả lời một con số cụ thể là ăn bao nhiêu calo để giảm cân, mà các bạn cần phải tự tính toán cho riêng mình dựa theo công thức mà Tha sẽ chia sẻ sau đây. Bởi vì mỗi người có một chỉ số cơ thể khác nhau, công việc khác nhau, có lịch sinh hoạt và tập luyện cũng khác nhau. Một nguyên tắc cực kỳ đơn giản đó là để giảm cân thì mình cần nạp vào lượng calo thấp hơn lượng calo tiêu thụ. Calo hiểu đơn giản đó là năng lượng. Việc mình ăn uống nạp vào cơ thể của mình đó gọi là calo in. Còn cơ thể sử dụng năng lượng để sống, để sinh hoạt, đi đứng chạy nhảy làm việc thì đó gọi là calo out. Cứ nhớ calo in nhỏ hơn calo out tức là sẽ giảm cân. Vậy làm sao để tính được calo out? Lúc này thì mình cần phải dựa vào hai chỉ số, đó là PMR và TDEE. PMR viết tắt của Basal Metabolic Rate là tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể con người. Chỉ số PMR cho ta biết được năng lượng tối thiểu mà cơ thể của mình cần để duy trì ổn định các hoạt động bình thường. Hiểu đơn giản, đây là lượng calo tối thiểu mà chúng ta cần khi mà mình không làm gì cả, nghĩa là cần tồn tại để sống, không bao gồm tập luyện. BMR ở nam và ở nữ khác nhau. Trên thực tế thì để đo được BMR một cách chính xác thì chúng ta cần có một số thiết bị chuyên dụng. Kết quả đo được sẽ bao gồm các chỉ số như là tỷ lệ cơ, tỷ lệ mỡ như hình ví dụ trên màn hình. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có điều kiện để đo như vậy, nên Tha xin gợi ý công thức như sau. Đối với nữ thì BMR của nữ sẽ bằng 10 nhân với cân nặng tính bằng kg cộng với 6,25 nhân với chiều cao tính bằng cm trừ cho 5 nhân với tuổi và trừ cho 161. Mình sẽ tính BMR của mình để các bạn dễ hình dung hơn. BMR của Tha sẽ bằng 10 nhân với 57, 57 này là 57kg, cộng với 6,25 nhân với 168, mình cao 1m68, trừ cho 5 nhân với 26, mình 26 tuổi, trừ cho 161 là bằng 1329. Vậy là BMR của Tha sẽ bằng 1329. Còn đối với nam thì hơi khác một chút. BMR sẽ bằng 10 nhân với cân nặng cũng tính bằng kg cộng với 6,25 nhân với chiều cao tính bằng cm và trừ cho 5 nhân với tuổi và cộng cho 5. Đơn vị tính BMR là kilocalo. 1 kilocalo là bằng 1000 calo. Tuy nhiên thì trong thực tế, đặc biệt là ở Việt Nam và ở Mỹ, thì người ta thường chỉ gọi đơn giản là calo. Cách gọi này tuy không đúng lắm, nhưng mà khi đặt vào trong một bối cảnh cụ thể thì chúng ta có thể hiểu đúng ý của người nói. Ví dụ như một người nói với bạn là anh ấy chạy bộ 30 phút để đốt cháy được 300 calo, thì bạn có thể hiểu ý anh ấy nói là anh ấy đốt được 300 kilocalo. Trong video này, để cho chính xác và đỡ gây nhầm lẫn, thì Tha sẽ dùng đơn vị là kilocalo. Bây giờ thì các bạn hãy tự tính toán xem BMR của mình bằng bao nhiêu nhé. TDEE, đây là chỉ số quan trọng mà các bạn cần quan tâm. TDEE là viết tắt của Total Daily Energy Expenditure, là chỉ số calo thể hiện tổng mức năng lượng mà cơ thể tiêu hao trong một ngày, bao gồm các hoạt động như là ăn, làm việc, học tập. Nói một cách dễ hiểu hơn thì TDEE là tổng calo của BMR và các hoạt động tập luyện. Công thức tính TDEE. TDEE sẽ bằng BMR nhân cho R. R là chỉ số calo phản ánh cụ thể mức vận động tập luyện của cơ thể hàng ngày. Chúng ta sẽ có 5 nhóm. Nhóm thứ nhất, đối với người không vận động, ít vận động, thường là người lớn tuổi hay là làm việc ở văn phòng, thì mức R sẽ bằng 1.2. Ở nhóm thứ hai, đối với người vận động nhẹ, người tập luyện thể thao từ 1 đến 3 lần trong một tuần thì R sẽ bằng 1.375. Ở nhóm thứ ba, đối với người vận động vừa, là người vận động hàng ngày, luyện tập từ 3 đến 5 lần trong một tuần thì sẽ có R bằng 1.55. Đối với nhóm thứ tư, nhóm người vận động nặng,
vận động của những người thường xuyên tập luyện và chơi thể dục thể thao từ 6 đến 7 lần trong một tuần thì R sẽ bằng 1.725. Đối với nhóm thứ 5, nhóm người vận động nặng, có nghĩa là vận động 2 buổi trong một ngày, thì sẽ có R bằng 1.9. Vậy thì TDE của Tha sẽ bằng 1.329 nhân cho 1.35 sẽ bằng 1.794. Con số này được tính ở mức vận động nhẹ. Như vậy thì ta đã có tổng lượng calo mà cơ thể cần để tiêu hao trong một ngày. Nếu như lượng calo trong một ngày mà Tha nạp vào bằng với con số 1.794 thì sẽ duy trì mức cân nặng của mình, nghĩa là sẽ không tăng, không giảm. Còn nếu như ăn nhiều hơn con số này thì sẽ tăng cân, và ngược lại, nếu như ăn ít hơn 1.794 thì sẽ giảm cân. Ở bước này thì bạn nào chưa tính được thì có thể comment ở bên dưới để Tha có thể hướng dẫn thêm nhé. Như vậy thì về cơ bản bạn đã hiểu được cách tính calo để giảm cân rồi. Tuy nhiên thì chúng ta chưa biết được cần phải ăn ít hơn bao nhiêu và ăn trong vòng bao lâu thì mới có tác dụng. Bây giờ thì mình hãy cùng nhau phân tích nhé. Để giảm cân thì chúng ta cần có 3 bước. Bước thứ nhất đó là duy trì tốc độ giảm cân hợp lý. Với một tốc độ giảm cân hợp lý thì bạn vừa đạt được mục tiêu cân nặng của mình, bạn vừa khỏe mạnh, không rủi ro. Còn nếu như bạn giảm cân quá nhanh thì sẽ có nhiều rủi ro. Ví dụ như cơ thể sẽ mệt mỏi, khó tập trung, chóng mặt, dễ cáu gắt, táo bón, tiêu chảy. Chưa kể là cơ thể của bạn sẽ dễ phản kháng lại bằng việc tích tụ mỡ để dự trữ năng lượng. Vì vậy, nên cân nặng của bạn sẽ giảm đi đến từ việc lượng nước trong cơ thể và lượng cơ bắp bị giảm, chứ không phải là lượng mỡ. Nên trong bạn vẫn mập và thiếu sức sống. Do đó, để cơ thể khỏe mạnh hơn, gọn gàng hơn thì bạn nên duy trì tốc độ giảm cân ở mức hợp lý. Như bạn đã biết thì nguyên tắc giảm cân là calo in nhỏ hơn calo out. Phương châm này là hãy ăn ít lại hoặc là hãy vận động nhiều lên, hoặc là cả hai, có nghĩa là vừa ăn ít lại vừa vận động nhiều lên. Sự chênh lệch giữa calo in và calo out gọi là sự thiếu hụt calo. Để giảm cân một cách khỏe mạnh thì mình thấy sự thiếu hụt calo nên nhỏ hơn 500 kcal mỗi ngày. Còn nếu như bạn muốn tăng sự thiếu hụt calo hơn 500 kcal mỗi ngày thì mình thấy bạn nên có sự tư vấn và giám sát của chuyên gia dinh dưỡng hoặc là bác sĩ để đảm bảo được sức khỏe. Câu hỏi đặt ra bây giờ là với mức thiếu hụt 500 kcal mỗi ngày thì chúng ta có thể giảm được bao nhiêu cân nặng mỗi tháng? Các bạn hãy cùng Tha làm toán nhé. Như hướng dẫn từ đầu video clip này thì BMR của Tha là bằng 1.329 kcal. Mỗi ngày Tha vận động nhẹ nên TDE của mình là 1.794 kcal. Với mức thiếu hụt 500 kcal mỗi ngày thì lượng calo mà Tha sẽ nạp vào cơ thể trong một ngày sẽ là 1.794 trừ cho 500 sẽ còn 1.294 kcal. Phần tính toán này chỉ là để đảm bảo được bạn hiểu rõ hơn một chút về khái niệm sự thiếu hụt calo mà Tha đã đề cập ở trên. Bây giờ thì mới đến phần giải đáp câu hỏi, với mức thiếu hụt 500 calo mỗi ngày thì chúng ta có thể giảm được bao nhiêu cân nặng mỗi tháng? Giả sử rằng bạn duy trì ở mức thiếu hụt calo là 500 kcal mỗi ngày trong suốt 30 ngày của tháng, thì sau 30 ngày, tổng mức thiếu hụt calo của bạn là 500 nhân cho 30 sẽ bằng 15.000 kcal. Theo một số nghiên cứu khoa học, thì để đốt cháy được 1 kg mỡ, thì cơ thể cần tiêu thụ khoảng 7.700 kcal. Con số 7.700 kcal này được tính toán như sau. Như các bạn đã biết thì, để đốt cháy 1 g chất béo nguyên chất, thì cần khoảng 9 kcal. Tương đương với việc đốt cháy 1 kg chất béo nguyên chất thì sẽ cần 9.000 kcal. Tuy nhiên, mỡ trong cơ thể của chúng ta không phải là chất béo nguyên chất mà chỉ có gần 90% chất béo nguyên chất thôi. Do đó, nên để đốt cháy 1 kg mỡ trong cơ thể thì chúng ta cần 7.700 kcal, tương đương với gần 90% so với năng lượng cần thiết để đốt cháy 1 kg chất béo nguyên chất. Nếu như 15.000 kcal thiếu hụt của bạn được cơ thể sử dụng để đốt mỡ thì cơ thể của bạn sẽ đốt được 15.000 chia cho 7.700 kcal thì sẽ bằng 1.95 kg mỡ, tức là xấp xỉ gần 2 kg mỡ. Trong 2 kg mỡ này thì sẽ gồm 90% là chất béo nguyên chất, còn lại 10% là lượng nước. Trong trường hợp này thì bạn sẽ giảm được khoảng 2 kg cân nặng. Trên thực tế thì để cơ thể tập trung 100% vào việc đốt cháy mỡ thì không dễ dàng gì. Bởi vì bản chất của mỡ chính là kho dự trữ năng lượng lâu dài của cơ thể. Còn cơ bắp thì giống như kho dự trữ năng lượng ngắn hạn. Khi có vấn đề thiếu năng lượng xảy ra thì cơ thể thường sẽ lấy năng lượng của kho dự trữ năng lượng ngắn hạn ở các cơ bắp trước.
Để đốt mỡ thì phải có phương pháp tập luyện đúng đắn và phương pháp ăn uống phù hợp. Tha sẽ phân tích sâu thêm ở các video clip khác. Còn trong video clip hôm nay thì Tha sẽ nói sơ qua về các tình huống cân nặng có thể giảm được với sự thiếu hụt 500kcal mỗi ngày trong vòng 1 tháng. Các bạn theo dõi ở bảng trên màn hình nhé. Như các bạn đã thấy ở trên bảng thì nếu như cơ thể lấy 100% năng lượng từ mỡ để bù đắp cho 500kcal thiếu hụt mỗi ngày thì sau 1 tháng chúng ta sẽ giảm được 1.95kg. Còn trường hợp cơ thể lấy đi năng lượng 75% từ mỡ và 25% từ cơ trong trường hợp 2 thì bạn sẽ giảm được hơn 5kg trong vòng 1 tháng, trong đó thì gần 3kg đến từ nước. Lưu ý là số lượng nước giảm này là tương đối thôi. Trên thực tế thì sẽ tùy vào cách các bạn ăn uống, tập luyện và tùy vào cơ địa của bạn nữa. Còn tính về mặt lý thuyết thì trong cơ bắp sẽ có 75% lượng nước. Nghĩa là cứ giảm đi 1kg cơ bắp thì bạn sẽ mất đi 750g nước và 250g chất đạm, cũng tương đương với việc lượng nước mất đi sẽ gấp 3 lần so với lượng chất đạm bị mất đi. Tương tự như vậy, bạn có thể xem thêm các tình huống ở phía bên dưới. Trong tình huống cực đoan nhất, nếu như cơ thể lấy năng lượng 100% từ cơ thì cơ thể sẽ giảm đi gần 4kg chất đạm nguyên chất và hơn 11kg nước trong cơ bắp, thì tổng lượng giảm lên đến 15kg trong vòng 1 tháng. Đó cũng là bí mật của những phương pháp giảm cân cấp tốc độc hại cho sức khỏe. Ý mình không phải là mọi phương pháp giảm cân cấp tốc đều độc hại cho sức khỏe, mình chỉ lên án những đơn vị lừa đảo đánh vào tâm lý muốn giảm cân cấp tốc của các chị em phụ nữ để bán cho các chị em các thực phẩm chức năng lừa đảo có tác dụng thúc đẩy việc giảm cơ, giảm nước trong cơ thể, khiến cho các chị em có thể giảm cân một cách nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên thì việc này rất là có hại cho sức khỏe, bởi vì cân nặng giảm đi chỉ đến từ việc cơ bắp và nước bị giảm đi. Trong khi đó thì để có vóc dáng cân đối khỏe mạnh thì mục tiêu của chúng ta là giảm mỡ trong cơ thể. Khi lượng mỡ giảm đi thì phần eo của chúng ta sẽ thon gọn hơn, tay chân thon gọn hơn và xinh đẹp hơn. Ngoài ra thì chưa kể là 1kg mỡ sẽ có kích thước lớn hơn nhiều so với 1kg cơ bắp. Nên chúng ta giảm được 1kg mỡ trên người thì chúng ta sẽ trông thon gọn hơn rất nhiều là giảm đi 1kg cơ bắp. Bây giờ thì các bạn có thể nhìn vào tấm hình này, sẽ cùng 1kg cân nặng, cùng chiều cao, nhưng người có tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp sẽ trông thon gọn hơn rất nhiều so với người có tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao. Vì vậy, hãy ăn uống lành mạnh và tập luyện thể thao đều đặn để tập trung giảm mỡ, hạn chế giảm cơ. Bước thứ hai đó là lựa chọn phương pháp giảm cân phù hợp. Trở lại bài toán ban đầu thì để giảm 4kg trong vòng 1 tháng, sau đây là một số phương pháp mà Tha gợi ý dành cho bạn. Với phương án thứ nhất, 500kcal thiếu hụt mỗi ngày, cơ thể sẽ đốt 100% năng lượng từ mỡ. Bạn chỉ giảm được gần 2kg cân nặng thôi, nhưng 2kg này đến hoàn toàn từ mỡ, nên dáng của bạn sẽ rất là đẹp. Đây là mức giảm mà vẫn đảm bảo được sức khỏe của bạn. Còn nếu như bạn muốn giảm với tốc độ nhanh hơn thì bạn nên có sự tư vấn và giám sát của bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng. Hoặc là bạn kiên nhẫn một chút, thay vì giảm 4kg trong vòng 1 tháng thì bạn chấp nhận khoảng thời gian dài hơn, là ví dụ giảm 4kg trong vòng 2 tháng chẳng hạn. Còn phương án thứ hai, cơ thể sẽ giảm một phần cơ và một phần mỡ, tức là 0.9kg cơ và 1.83kg mỡ. Khi này thì bạn sẽ dễ thực hiện hơn bởi vì không cần quá khắt khe về thành phần dinh dưỡng trong các món ăn của bạn. Phương án này thì bạn vẫn đủ đẹp vì lượng mỡ mất đi nhiều hơn gấp đôi so với lượng cơ mất đi. Còn phương án thứ ba thì lượng cơ giảm đi nhiều hơn lượng mỡ, tức là giảm 2.4kg cơ so với 1.64kg mỡ. Nên bạn sẽ đạt được mục tiêu là giảm 4kg trong vòng 1 tháng, nhưng bạn không được đẹp lắm. Lựa chọn phương án nào thì tùy vào bạn quyết định nhé. Bước thứ 3 đó là tiến hành việc giảm cân. Đối với Tha thì Tha nghĩ rằng chúng ta không nên quá khắt khe với bản thân mình, đặc biệt là trong giai đoạn khởi đầu. Trong giai đoạn khởi đầu thì Tha nghĩ rằng chúng ta nên tiến hành nhẹ nhàng, vừa sức thôi, chứ không tự ép mình quá. Khó khăn quá thì rất là dễ bỏ cuộc giữa chừng. Các bạn có thể tham khảo thêm ở video clip trước của Tha, đó là giảm cân hiệu quả nhờ hiệu đúng với Eat Clean, để có được một lối sống khỏe mạnh mà vẫn dễ dàng, không quá khắt khe. Với lối sống này thì bạn sẽ phân bố bữa ăn trong ngày cho hợp lý và phải ăn đầy đủ các chất, không quá lệch nhiều một nhóm chất nào, cũng không cắt hẳn một nhóm chất nào. Bạn có thể tham khảo tỷ lệ thực đơn. Sáng 30% mình ăn no ở mức vừa phải, trưa 35%, lúc này thì mình ăn có tinh bột,
còn bữa xế thì mình ăn khoảng từ 3-5%, còn buổi tối thì là 25-30%. Buổi tối thì nên ăn thịt, ăn rau củ và không có tinh bột. Tha sẽ ví dụ trường hợp của mình để cho các bạn dễ hình dung. Như tính toán ở đầu clip thì Tha có BMR là 1329 kcal, TDE của Tha là 1794 kcal. Giả sử là mục tiêu của Tha là giảm cân lành mạnh với mức thiếu hụt calo là 500 kcal mỗi ngày, thì khi này lượng calo tối đa mà Tha nên nạp vào cơ thể mỗi ngày là 1294 kcal. Bây giờ thì tỷ lệ thực đơn của Tha sẽ chia như sau. Đối với bữa sáng, mức năng lượng phân bổ cho bữa ăn này là 30%, thì năng lượng Tha nạp vào là 388 kcal. Bữa trưa 35% thì sẽ là 452 kcal. Bữa xế 5% thì sẽ là 65 kcal. Bữa tối 30% thì sẽ là 388 kcal. Tổng năng lượng trong một ngày là 1294 kcal. Sau khi có những con số này thì chúng ta sẽ có được ý thức tốt hơn vào việc kiểm soát lượng thức ăn đưa vào cơ thể. Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát lượng thức ăn đưa vào cơ thể đó chính là chúng ta hình thành thói quen ghi chép lại những gì mình ăn vào. Nghe thì có vẻ hơi phiền một chút, nhưng mà các bạn chỉ cần chịu khó tập thói quen này từ 1 đến 2 tháng thì bạn có thể dễ dàng ước lượng mà không cần phải đong đếm hay là ghi chép gì cả. Ngay cả khi bạn đang đi ăn với bạn bè ở bên ngoài thì bạn cũng có thể dễ dàng biết được bạn ăn bao nhiêu calo. Hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều app để tính. Bạn có thể tham khảo ở app MyFitnessPal hay là Zazio hay là FastSecret. Các app này là app nước ngoài nên bạn cần nhập tên thức ăn của mình bằng tiếng Anh. Từ nào chưa biết thì các bạn có thể tra trên Google dịch, cũng khá là dễ dàng. Một lưu ý nữa là các bạn cần chuẩn bị cho mình một bộ cúp đông, một chiếc cân điện tử mini và một cốc để đông chất lỏng. Những cái này thì các bạn có thể mua tại các siêu thị hoặc là mua online cũng khá là dễ dàng. Lúc này thì khi bạn ăn, bạn sẽ đong đếm và nhập vào app. Ví dụ như bạn sẽ nhập là 1/2 cúp cơm, 1/2 cúp rau cải, 200g thịt bò hay là 200ml sữa. Thì lúc này app sẽ tính ra cho bạn bao nhiêu calo luôn, rất là tiện. Còn nếu như bạn không có thói quen sử dụng app thì bạn có thể tra trên Google. Bạn có thể lên Google và tra là 1/2 cúp cơm là bao nhiêu calo hay là 200g thịt bò là bao nhiêu calo. Thì lúc này bạn sẽ tự cộng lại và ghi chú lại để không bị ăn vượt quá cái lượng calo cần thiết để giảm cân. Tuy nhiên thì calo in cũng giống calo out, các con số này chỉ là ở mức tương đối chứ không hoàn toàn đúng 100% được. Vì các dữ liệu calo của từng loại thức ăn hay trên các loại bao bì thực phẩm đều có sự sai số và cách cơ thể mỗi người hấp thụ thức ăn cũng khác nhau nữa. Ví dụ một người có hệ tiêu hóa tốt thì có thể hấp thụ được nhiều calo hơn từ thức ăn. Tuy nhiên thì Tha tin rằng chúng ta luôn có ý thức kiểm soát lượng thức ăn đưa vào cơ thể thì cơ thể của chúng ta sẽ kiểm soát được lượng cân nặng của mình một cách hiệu quả. Quan trọng hơn hết là sống trên đời này phải cần có niềm vui nữa, và ăn uống cũng là một niềm vui. Vì vậy nên Tha cũng nghĩ rằng chúng ta cũng không nên quá quan trọng về cân nặng của mình. Miễn sao chúng ta giữ được thói quen ăn uống lành mạnh mỗi ngày, khi này thì việc giảm cân sẽ hơi lâu một chút nhưng mà sẽ bền vững hơn, khỏe mạnh hơn và không bị bỏ cuộc giữa chừng. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và sớm đạt được mục tiêu về vóc dáng của mình.